Thôn Vệ Tinh không tập 324 và tập 325, người có danh, cường giả như mây tụ. Thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hai con rết khổng lồ, mỗi con đều dài mấy trăm km, còn con bò cạp kim giáp lại vẻn vẹn chỉ dài 20 thước, tựa như một con kiến đứng với một quả núi lớn sừng sững. Bộp Cái đuôi bò cạp kim giáp nhẹ nhẹ vung lên, làm không khí chấn động dữ dội, không gian xuất hiện những luồng vết nứt, còn cặp mắt bằng tinh thạch đỏ như máu của con bò cạp kim giáp lại dán mắt vào la phong trọng tiễn vương giống bò cạp kim giáp gầm mạnh một tiếng chói tai rát rát hai con rết khổng lồ lại ngoan ngoãn kêu một tiếng sau đó nằm xuống có vẻ cung kính bò cạp kim giáp từ từ bò lên nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào la phong trọng tiễn vương la phong cũng dán mắt vào con bò cạp kim giáp chủ nhân con quái vật kim giáp này thực lực rất mạnh ta đã giao thủ với nó một chút. Trọng tiễn vương truyền âm nói, mặc dù nó không hiểu quy luật, nhưng thuần túy về mặt công kích cũng mạnh hơn cả một bất hụ phong vương đỉnh cao bình thường, còn cái đuôi của nó, hẳn là bộ vị công kích mạnh nhất. La Phong dán mắt vào con bò cạp kim giáp, truyền âm nói. Phát hiện được nhược điểm không? Không. Trọng tiễn vương nói. Lúc trước khi đối chiến với con hộ vệ cấm địa khổng lồ, phát hiện ra thân hình khổng lồ của con hộ vệ cấm địa có phòng ngự tương đối kém, mũi tên của ta có thể bắn thùng được đương nhiên có thể là vì có dấu con quái vật kim giáp này nên lúc trước khi thiết kế ở bụng con hộ vệ cấm địa cũng được thiết kế cho phòng ngự thấp đi về phần con quái vật kim giáp này phòng ngự sẽ mạnh hơn rất nhiều muốn ứng phó với nó là rất phiền phức chủ nhân không thích hợp liều mạng với chúng đâu chúng ta nên chỉ hoãn chút thời gian thời gian dài một chút không biết chừng chúng ta có thể phát hiện thông đạo của không gian cấm này như vậy có thể nhanh chóng ly khai khỏi đây Hộ vệ cấm địa không có cách nào ly khai không gian cấm của nó Ừ La Phong cẩn thận nhìn chằm chằm về, về phía trước Hắn vẫn cảm giác bỏ cạp kim giáp đó Mặc dù tựa như nhìn cả hắn và trọng tiễn vương Nhưng lực chú ý được đặt trên người hắn nhiều hơn Ngược lại nó không quá Để ý tới trọng tiễn vương Giống Con bò cạp kim giáp đột nhiên gầm lên một tiếng chói tai Âm um. Âm um. Xa xa Một con rết luôn ngoan ngoãn nằm bò xuống tựa như hai sơn mạch khổng lồ uốn lượn đột nhiên động thân cùng bổ tới trọng tiễn vương đương nhiên vì hình thể của chúng quá lớn còn la phong trọng tiễn vương lại ở rất gần thoạt nhìn la phong trọng tiễn vương đều tưởng hai con rết khổng lồ đều công kích họ la phong lập tức hai cánh rung lên né tránh trọng tiễn vương cũng né tránh liều mạng với hộ vệ cấm địa dùng hòa thần nguyên tinh thiếu đốt thần lực bất hủ quá không đáng mất một chút thời gian sẽ phát hiện ra thông đạo bên trong không gian cấm rát rát hai con rết khổng lồ kêu lên đều truy sát về phía trọng tiễn vương một tả một hữu với hình thể khổng lồ lực lưỡng của nó cũng như hai đám mấy màu đỏ rực khổng lồ phủ xuống còn những cái liềm khổng lồ lợi trào dày đặc dài cả vài chục km tựa như một rừng đao chụp về phía trọng tiễn vương ngoài thân trọng tiễn vương ẩn hiện ảnh chuông hắn là cường giả phong vương cực hạn lại có bất tử chi thân còn có chuông tím hộ thể cho dù gặp phải hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung thậm chí cũng khó hao tổn một phần trăm bất hủ thần thể của hắn hai con rết khổng lồ nhìn như lợi hại áp chế được trọng tiễn vương nhưng trên thực tế không thương tổn được một cọng tóc của trọng tiễn vương việc lạ la phong phát hiện ra hai con rết khổng lồ toàn bộ vây công trọng tiễn vương cũng giật mình giống con bò cạp kim giáp luôn đứng ở xa dán mắt vào la phong bây giờ rốt cục động thân veo cái đuôi bò cạp vung lên như một tia chớp kim sắc lao thẳng về phía la phong trước hết xem thử thực lực con bò cạp kim giáp này rốt cuộc như thế nào đã la phong cũng tự tin về năng lực phòng ngự hơn nữa hình thể con bò cạp kim giáp này cũng không giống như con rết khổng lồ bị con rết khổng lồ vây khốn là rất phiền phức nhưng đối mặt với con bò cạp kim giáp này vẻn vẹn chỉ có 20 thước la phong chỉ cần lóe lên đã có thể tùy thời chạy thoát chỉ thấy con bò cạp kim giáp la phong giáp bạc cánh bạc một luồng kim quang một luồng sáng bạc trong nháy mắt giao thủ giữa không trung bành màu bạc óng ánh đao quang như sông dài va chạm với gọng kìm khổng lồ cái đuôi bò cạp còn nhanh hơn cả gọng kìm lóe ra một đạo lưu quang kim sắc đâm thẳng về phía trước làm la phong bay ngược lại nhưng la phong phản ứng cũng nhanh hắn đơn giản là dùng cánh chim che người lại xoẹt đuôi bò cạp sắc bén và rất nhọn va chạm với thí ngô vũ rực cũng như một phong vương cực hạn cường giả đánh một kích la phong bị luồng lực công kích cũng một luồng lưu quang màu bạc bay ngược lại về phần bò cạp kim giáp sau khi đâm vào thính ngô vũ rực mà không gây ra tổn hao gì lại sinh ra lực phản chấn khổng lồ làm con bò cạp kim giáp này quay cuồng bay ngược ra sau trọng tiễn vương nói không sai hai cánh rung lên la phong đột nhiên dừng lại giữa không trung hướng mắt nhìn con bò cạp kim giáp cái đuôi của con bò cạp kim giáp này đích xác mạnh kinh người đối phó với loại khôi lỗi cơ giới này mà sử dụng chất độc phí ma chẳng hề có tác dụng gì cả tiếp ta một chiều công kích khác đi la phong cầm huyết ảnh chiến đao Nháy mắt đã hóa thành một luồng hào quang đánh tới Giống Con bò cạp kim giáp cũng bay lên Hóa thành lưu quang nghênh đón Nó không sợ cứng trọi cứng chút nào La phong vung lưỡi dao trong tay lên Đôi gọng kìm của bò cạp kim giáp giơ lên ngăn cản Dao Cánh trái của la phong rung lên Thí ngô vũ rực màu bạc trong nháy mắt thì triển ra minh nguyệt sách Phải biết rằng tuyệt học này vốn sáng tạo để cho cánh chim này Sau khi cải tạo mới dùng vào đao pháp con bò cạp kim giáp luôn cảnh giác về chiến đao trong tay La Phong, đột ngột bị cái cánh bạc công kích, cũng có chút hoảng loạn. Vì khoảng cách rất gần, La Phong ở một nơi siêu gần, trong nháy mắt đã thi triển công kích. Xoẹt! Mép rìa cánh sắc bén vô cùng, thí ngô vũ dực là một trí bảo, nói về mức sắc bén thì mép rìa của nó thậm chí còn trên cả lưới dao. Dao! Không gian như một tờ giấy bị một thần linh vô địch dùng dao dễ dàng rạch ra một vết nứt, một lưu quang màu bạc dọc vết nứt, liếm vào thân thể con bò cạp kim giáp vừa chạm vào đó lực không gian thông qua việc thí ngô vũ rực chuyển đổi hình thành lập tức chui vào trong cơ thể bò cạp kim giáp cũng như một thần linh bất hủ đối mặt với lực không gian thần thể cũng bị xâm thực và hư hao về phương diện chống cự con bò cạp kim giáp hiển nhiên cũng khá kém xoẹt 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 thanh âm quái dị tựa như dao rạch vào thép vang lên con bò cạp kim giáp cả người quay cuồng rồi rút lui bề ngoài kim giáp không hề tổn thất một cọng tóc nhưng trong cơ thể đã sinh ra tổn thương rồi bò cạp kim giáp quay cuồng rơi xuống giữa sa mạc xa xa, bắn tung lên một đám cát bụi, không nhúc nhích gì nữa. Rát! Rát! Hai con rết khổng lồ xa xa luôn vây công trọng tiễn vương lập tức bay tới, rốt cuộc bất chấp trọng tiễn vương. Vừa bổ tới, một con rết khổng lồ há miệng nuốt luôn con bò cạp kim giáp kim loại, rồi lập tức đưa mắt nhìn La Phong, trọng tiễn vương, sau đó bắt đầu chui vào trong sa mạc. Hai con rết khổng lồ khoan sâu vào trong sa mạc, trong sa mạc chợt nhúc nhích nhô lên hụp xuống, rồi khôi phục vẻ yên ả như bình thường trọng tiễn vương bay tới dừng bên cạnh la phong dễ dàng đã đánh bại nó thế à la phong nhíu mày nói trọng tiễn vương thời khắc nào cũng quan sát la phong chiến đấu liền nói chủ nhân lúc trước ta cũng chỉ đánh mạnh vào cái đuôi của nó thôi về phần thân thể nó có năng lực phòng ngự như thế nào thì không rõ ràng lắm nhưng có thể một kích vừa rồi của chủ nhân làm trung tâm năng lượng trong cơ thể nó bị tổn thương rồi dù sao hình thể nhỏ lực công kích cũng dễ dàng chuyển tới trung tâm năng lượng hơn nghe trọng tiễn vương giải thích như vậy nhưng la phong vẫn cảm thấy có gì không hợp lý trọng tiễn vương nhiều năm rồi chưa từng gặp phải hộ vệ cấm địa phiền phức như vậy ta lần đầu tiên tới lần đầu tiên tiến vào không gian cấm đã gặp phải phiền phức cỡ này rồi còn nữa con bò cạp kim giáp là do trọng tiễn vương dẫn xuất ra nhưng con bò cạp kim giáp lại không đối phó với trọng tiễn vương mà lại đối phó với ta hơn nữa ta có thể cảm giác được ánh mắt của con bò cạp kim giáp của con rết khổng lồ, tựa hồ có tình cảm. Chúng chính thức tràn ngập sát khí, muốn giết ta thật. Chẳng lẽ ta đi tới tinh thần tháp đã khiến cho chúng nó căm thù? La Phong nhíu mày, hắn căn cứ vào mọi tất cả động tĩnh sau khi tiến vào tinh thần tháp không ngừng tự hỏi. Tuy nói có thể cảm ứng được cả tinh thần tháp triệu hoán hắn, nhưng rồi lại không thể nhận chủ. Hiển nhiên việc này không giống như khi tìm được binh giáp, tướng giáp, phương giáp. Hơn nữa loại như tinh thần tháp là một trí bảo loại đỉnh cao giữa vũ trụ mênh mông, cũng không thể đơn giản như vậy được càng gần thắng lợi, lại càng phải cẩn thận. Tinh thần tháp đặc thù với ta, đặc thù đại biểu cho hai loại tình huống, một là hữu hảo với ta, hai là có thể bày ra cho ta sát khí trùng điệp. La Phong thầm nghĩ, nếu như ta sáng tạo ra tinh thần tháp, lưu lại tinh thần tháp, ta cũng sẽ không đem trí bảo như thế nào mà tùy ý cấp cho một tên hậu bối. Chẳng lẽ chỉ có vận khí là có thể tìm được trí bảo bực này? Không thể, cho dù đối với tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ, mênh mông, thì tinh thần tháp cũng coi như là một trí bảo vô cùng trọng yếu tâm linh la phong có lẽ sẽ kích động có lẽ sẽ hưng phấn nhưng trong lúc kích động vẫn có thể tỉnh táo minh tâm kiến tính thẳng vào bản tâm nên cười thì cười nên kích động thì kích động nên hồi hộp thì hồi hộp nên giận thì giận tất cả thuận theo bản tâm nhưng không có nghĩa là la phong sẽ bị mỡ lợn làm mở tâm trí sẽ không nghĩ rằng mình vẫn khí nghịch thiên thật sự có thể dễ dàng tìm được trí bảo như tinh thần tháp nếu như vậy thật e rằng hắn đã mất mạng như chơi ta có cảm giác tinh thần tháp rất có thể là chỗ chết của ta là phong quét mục quang nhìn không gian cấm sa mạc vừa rồi ánh mắt của con bò cạp kim giáp còn rét ẩn chứa tình cảm sát ý trong ánh mắt đó làm trong lòng hắn hơi ớn lạnh hắn ớn lạnh không phải vì hộ vệ cấm địa mà vì cả tinh thần tháp nếu tinh thần tháp lúc trước có chủ nhân vậy có thể chủ nhân là người sáng tạo bí điển vô danh ta may mắn tìm được bí điển vô danh chẳng lẽ nói Bên trong tinh thần tháp là quá trình sàng lọc chính thức đối với loại dựa vào vận khí mà tìm được bí điển vô danh. La Phong thầm nói, thành công, sinh, thất bại, tử. Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chủ nhân, chủ nhân, ta phát hiện ra thông đạo rồi. Trọng tiễn vương vội hô, kéo La Phong bừng tỉnh lại. À, thông đạo. La Phong nhìn quanh bốn phía. Chủ nhân, bên kia. Trọng tiễn vương vội đi trước dẫn đường. Vèo, Chẳng mấy chốc đi tới một nơi xa xa trong sa mạc Ở đó đang có một vòng xoáy Trong vòng xoáy vô tận tối đen Thoáng có nhiều điểm hào quang như sao lấp lánh Đây là thông đạo Ta cũng đã đi qua loại thông đạo hình thức như thế này Rất nhiều lần rồi Trọng tiễn vương liền nói Ưm um, La phong gật đầu Đi thôi Lúc này hắn bước luôn vào vòng xoáy giữa sa mạc Vừa bước vào Hắn đã đáp xuống một mặt cầu đá Hiển nhiên đã ly khai không gian cấm vừa rồi Đây là la phong nhìn quanh chung quanh không khỏi cả kinh không trung vô tận một cái cầu đá uốn lượn quanh co kéo dài ra xa cầu đá này không có bất kỳ vật gì nâng đỡ cứ như vậy lơ lửng trong hư không một mạch kéo dài mãi chủ nhân đây là thông đạo trọng tiễn vương cũng đáp xuống một bên cung kính chỉ về phía một khoảng hư vô cuối cầu đá đi đến cuối thông đạo sẽ là một không gian cấm khác dưới mặt cầu là gì la phong chỉ tay xuống phía dưới dưới cầu đá là hư không vô tận có thể bay xuống dưới không bay xuống dưới cũng được trọng tiễn vương cười nói bình thường đi trên thông đạo nếu vận khí tốt còn có thể thấy chấn phong tinh thần nữa nhưng vị trí của chấn phong tinh thần là rất nguy hiểm có những trở ngại vô hình ngăn cản không thể đến gần nếu cưỡng ép đến gần cơ hồ đều sẽ ngã xuống ta đã thấy chấn phong tinh thần không ít lần nếu vận khí tốt một hai năm có thể thấy một lần vận khí kém ngàn năm có thể thấy một lần năm đó có đám phong vương dị tộc ngẫu nhiên thấy chấn phong tinh thần kích động quá muốn liều mạng tranh đoạt chấn phong tinh thần vì vậy đều ngã xuống cả một hai năm mới thấy một lần La Phong nhìn xuống phía dưới ta nghĩ ta đã thấy nó rồi a à, Trọng Tiễn Vương giật mình vội cúi đầu nhìn xuống lập tức giật mình trợn tròn mắt thật đúng là nó La Phong nhìn xuống hư không phía dưới sâu trong hư không vô tận thấp thoáng có một ngôi sao đang từ từ quay ngôi sao có thể tích có thể so với một hành tinh bình thường thoáng có khí tức làm người ta ớn lạnh, bay vòng liên tục với một tốc độ cố định, từ từ di chuyển trong hư không vô tận. Trọng bảo, La Phong nói khẽ, Trọng Tiễn Vương lại nói, chỉ có thể thấy nhưng không lấy được, trong tinh thần tháp có rất nhiều chấn phong tinh thần, chỉ cần số được chụp lại hoặc quay phim cũng đã rất nhiều rồi. Còn có rất nhiều cái chưa được phát hiện, nhưng tiếc rằng chấn phong tinh thần không chủ động xuất thế, thì cho dù vũ trụ bá chủ vô địch của bốn đại tộc quần đỉnh cao cũng không có cách nào cưỡng ép mà lấy nó được ưm la phong tiếp tục đi về phía trước lại là một viên chấn phong tinh thần nữa trọng tiễn vương đi trên cầu đá nhìn xuống phía dưới thán phục la phong vừa đi vừa nhìn phía dưới cầu đá sâu trong hư không vô tận ngẫu nhiên đã có thể thấy một chấn phong tinh thần đang từ từ lăn ở những phương vị khác nhau sâu trong hư không loáng thoáng có rất nhiều viên chấn phong tinh thần cứ một tốc độ cố định như thế chậm rãi xoay vòng tỷ tỉ, tỉ năm vĩnh viễn không ngừng cho đến lúc nó xuất thế lúc la phong hành tẩu trên cầu đá cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm lúc này hắn đưa chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định nhận điện thoại dương thiên trận vương la phong kinh ngạc cười nói thiên trận vương là nhân loại hắn cũng như la phong đều gia nhập vào hồng minh mặc dù chỉ một thời gian ngắn nhưng hắn cũng từng trò chuyện với rất nhiều nhân loại phong vương xem như biết nhau còn có rất nhiều nhân loại phong vương khác hoặc đang bế quan tiềm tu hoặc quá cao ngạo hoặc đang tìm kiếm trong bí cảnh vũ trụ tuy không thể biết la phong nhưng một vài tư liệu đơn giản về họ thì La Phong cũng đều đã thu thập cả. Ta đang ở tinh thần tháp, thông qua mạng nội bộ quân đội phát hiện có người ở gần, do đó lập tức gọi cho ngươi. Thiên trận vương nói. À, La Phong gật đầu. Hệ thống quân đội có thể thu thập tọa độ của từng binh lính, sau đó trong vũ trụ, giả định tiến hành trình hợp, cho dù là những hoàn cảnh đặc thù như không gian cấm trong tinh thần tháp, vốn không thể dò xét, vẫn có thể phát hiện ra các chiến hữu đồng minh khác ta vừa rồi đã liên lạc với các bằng hữu vì ta đột nhiên lọt vào công kích của hộ vệ cấm địa trong không gian cấm gây cho ta rất nhiều phiền phức quả là rất hiếm thấy sau khi ta liên lạc với một vài bằng hữu cũng phát hiện ra có ba người bị tình huống tương tự ngươi thì sao thiên trận vương hỏi a à, các ngươi cũng bị à ta cũng bị hộ vệ cấm địa tập kích la phong nói việc này nghiêm trọng rồi xem ra rất có khả năng chấn phong tinh thần xuất thế bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất thiên trận vương nói dương một khi chấn phong tinh thần xuất thế trong vô số không gian cấm của tinh thần tháp sẽ có vài nơi cũng có cường giả các tộc tự nhiên dẫn theo cường giả các tộc tụ tập lao về phía chấn phong tinh thần xuất thế mỗi lần chấn phong tinh thần xuất thế đều sẽ có một trận giết chóc lớn người cũng phải cẩn thận không nói nhiều nữa ta đi vào không gian cấm kế tiếp đây sau khi gọi điện với thiên trận vương xong La Phong lại nhận được điện thoại của sáu đồng minh cùng trận doanh, đều trong phạm vi XXX km chung quanh, họ đều gặp phải chút phiền phức, đều hoài nghi chấn phong tinh thần sắp xuất thế, đặc biệt sau khi nói chuyện với các bằng hữu, cũng hiểu được khả năng này rất lớn. Chấn phong tinh thần thật sự sắp xuất thế sao? La Phong cảm thấy cần phải cảnh giác. Chấn phong tinh thần tuy là trọng bảo, nhưng La Phong cũng có tỏa không tí, tướng giáp, vương giáp, thí Ngô Vũ dực, chuông tím, nên nhãn giới rất cao đặc biệt lại bị cả tinh thần tháp triệu hoán đương nhiên không thể vì một viên chấn phong tinh thần sắp xuất thế mà đầu óc nóng lên tới mức mù quáng chấn phong tinh thần bình thường rất lâu mới thỉnh thoảng xuất thế một viên ta vừa tới đã có một viên sắp xuất thế trùng hợp sao không giống la phong càng thêm cảnh giác dò hỏi trọng tiễn vương chấn phong tinh thần xuất thế có tình huống nào tình huống khác nhau nhưng trong tinh thần tháp đều gặp phải các loại dị trạng hơn nữa những không gian cấm di chuyển liên tục vô tình đưa rất nhiều cường giả ngoại tộc chung quanh tập hợp lại cuối cùng nhất định là một hồi giết chóc huyết tinh trọng tiễn vương giải thích ừm um, chúng ta đi đi la phong gật đầu không nói thêm gì nữa chẳng mấy chốc họ đã đi tới cuối cầu đưa mắt nhìn hư không vô tận dưới chiếc cầu đá thấp thoáng có thể thấy rất nhiều viên chấn phong tinh thần đang từ từ quay la phong thu trọng tiễn vương vào nhẫn thế giới rồi một mình bước vào cửa ra tiến vào một không gian cấm khác đây là một khoảng thế giới hải dương La Phong vừa mới tiến vào, cánh cửa đã biến mất không thấy nữa. La Phong giáp bạc cánh bạc đứng giữa bầu trời biển khơi gió êm sóng lặng, nhìn quanh bốn phía, tìm thông đạo xuyên qua một không gian cấm khác. Tình huống bình thường, thông đạo sẽ vô cùng dễ tìm, nghe nói nhiều nhất chỉ một ngày là có thể tìm được. Rào rào rào. Biển khơi gió êm sóng lặng đột nhiên gầm lên mãnh liệt, phát ra những tiếng nước biển rào rào, tiếp theo là những tiếng ầm ầm. Hự. Thanh âm cao vút chói tai vang lên một con quái vật họ nhà rắn màu xanh lam cái cổ dẹt đầy vầy kim loại từ giữa nước biển bắn ra bộ phận xuất hiện trên mặt nước dài ước chừng gần 2 km nửa người dưới nó thấp thoáng có móng vuốt làm cả hải dương chấn động mãnh liệt cặp mắt màu vàng kim đang nhìn chằm chằm vào nhân loại giáp bạc cánh bạc giữa không trung lại chạm mặt một hộ vệ cấm địa la phong thầm nghĩ tinh thần tháp này xem ra rất bất thiện với la phong thật từ không gian cấm đầu tiên tới không gian cấm thứ 9, mỗi một không gian cấm hắn đều thấy hộ vệ cấm địa hơn nữa phong cách phương thức mức nguy hiểm trong chiến đấu cũng không đồng nhất không gian cấm thứ bảy là nơi la phong gặp phải nguy hiểm lớn nhất lúc đó hắn đã gặp phải một con tinh tinh bằng kim loại đen chiều cao vẻn vẹn chỉ có hai thước trông đô con 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 tinh tinh hộ vệ cấm địa này cầm hai thanh đại trùy lại nhanh kinh người linh hoạt vô cùng hình thể càng nhỏ lại càng linh hoạt con tinh tinh đen này là đối thủ có độ linh hoạt tốc độ né tránh sánh ngang với la phong trong cả chín không gian cấm này còn hai đại trùy trong tay nó có công kích còn đáng sợ hơn trọng tiễn vương nhiều trọng tiễn vương bị đánh tới mức chỉ có thể dùng thuẫn bài chịu trận trừ phi thiêu đốt bất hủ thần thể nếu không không có một chút chiến lược phản kháng la phong lần đầu tiên phải đem hết toàn lực sử dụng thí ngô vũ dực lúc thì ngạnh kháng đại trùy lúc thì không ngừng né tránh phải chiến đấu hơn nửa giờ rốt cục cũng phát hiện ra thông đạo lúc đó mới ra khỏi được không gian cấm thứ bảy khi la phong trọng tiễn vương chạy ra con tinh tinh kim loại vẫn còn phẫn nộ gầm lên may mà chỉ là một khôi lỗi kim loại không có cách nào thiêu đốt bất hủ thần thể la phong thầm nghĩ điên rồi hộ vệ cấm địa chỉ luận về chiến lực cũng đã hoàn toàn vượt qua phong vương cực hạn rồi thậm chí còn tiếp cận với phong vương vô địch nữa nếu là thần linh thật có thể thiêu đốt bất hủ thần thể hơi thiêu đốt một ít bộc phát chiến lược gấp ngàn lần chúng ta xem như không thể chống cự được trọng tiễn vương cũng cảm thấy lờ mờ về chiến lược của tên hộ vệ cấm địa đó chín không gian cấm đã qua La Phong rốt cuộc không gặp phải hộ vệ cấm địa công kích nữa. Hắn liên tục đi qua những không gian cấm khác trong tinh thần tháp. Không gian cấm số 21 La Phong khoanh chân ngồi trên một quả cầu lửa. Quả cầu lửa nâng La Phong, bay thẳng về phía cửa vào không gian cấm số 21. Không gian cấm thứ 21 là một thế giới ao đầm. Lúc này trên thế giới ao đầm này đang tụ tập hai đám thần linh bất hủ ngoại tộc. Một đám là trận doanh tộc cơ giới, có xxx thần linh bất hủ ngoại tộc, toàn bộ đều là cấp phong vương cũng có hai tên là tộc nhân tộc cơ giới phong vương tộc cơ giới lại có tới hai tên còn đám kia là trận doanh trùng tộc vẻn vẹn chỉ có sáu ngoại tộc phong vương nhưng xét về khí thế lại rõ ràng đang rất cao vì trong sáu phong vương ngoại tộc có một phong vương cực hạn là khôi lỗi phong vương do trùng tộc khống chế khôi lỗi phong vương cực hạn đó tự nhiên đại biểu cho một bất hủ trùng tộc đáng sợ trùng tộc mẫu hoàng bất hủ về mặt khí thế đều đại biểu cho chiến lược vô địch đáng sợ không ngờ vừa tới đã chạm mặt họ. Lần này quả là phiền phức. Nhưng cũng không phải sợ, đợi chấn phong tinh thần xuất thế, mạng vẫn vương của tộc ta khẳng định sẽ tới. Tộc nhân cơ giới chúng ta liên thủ với nhau, còn phải sợ mấy tên trùng tộc đó à? Hai tộc nhân tộc cơ giới cùng mặc chiến khải đen, liếc mắt nhìn nhau, bên cạnh họ có 20 bất hủ cấp phong vương khác, hiển nhiên là họ dẫn đầu. Tộc nhân cơ giới số lượng rất hiếm, về mặt khí thế, một phong vương tộc cơ giới đều đại biểu cho một đế quốc cơ giới đáng sợ cực đoan đáng sợ. Đương nhiên trong điều kiện bình thường, so với chủng tộc bất hủ thì họ yếu hơn một chút, chủng tộc không có thuyết pháp phong vương phong hầu gì cả, chỉ cần là chủng tộc mẫu hoàng bất hủ thì coi như đại biểu cho một nhân vật đáng sợ nhất dưới vũ trụ tôn giả rồi. Họ không chế quân đoàn chủng tộc bất hủ một cú hợp kích sẽ làm cho vô số phong vương của các tộc quần trong vũ trụ phải sợ hãi. Dao Xa xa, một vết nứt chợt sinh ra. Một thân ảnh giáp bạc cánh bạc từ trong đó bay ra, sau đó lơ lửng giữa bầu trời ao đầm. Trận doanh tộc cơ giới, trận doanh chủng tộc, hai trận doanh đang ở trạng thái giằng co, đối với một cường giả tới đây một mình, hai phương này chẳng hề phải quan tâm. Là Đao Hà Vương. Là Đao Hà Vương nhân loại. À, là Đao Hà Vương đã đánh huyết thú vương chạy trốn, đánh trọng tiễn vương hôn mê. Trận doanh tộc cơ giới, trận doanh chủng tộc chẳng mấy chốc đã cảnh giới, người có xanh, cây có bóng. Thanh danh Đao Hà Vương bên ngoài làm họ không dám xem nhẹ. Đây là vừa đi tới không gian cấm thứ 21, nhìn xa xa thoáng có hai đám ngoại tộc phong vương đối địch, đặc biệt là từ khí tức cường đại phát ra cũng làm cho La Phong trong lòng cảm thấy căng thẳng. La Phong nhìn kỹ lại, thấy trên bầu trời ao đầm xa xa có hai đám bất hủ ngoại tộc cường đại, một đám số lượng khá nhiều, một đám số lượng ít hơn. Đám số lượng nhiều có hai tộc nhân cơ giới rất rõ ràng, họ đều mặc chiến khải đen, đều bất hủ cấp phong vương ngoại tộc khác vây quanh, hiển nhiên có địa vị bất phàm. Đáng tiếc, Ta không biết, La Phong tuy thu thập không ít tư liệu, nhưng chủ yếu là đám phong vương ngoại tộc trên diễm tế đại lục. Về phần tinh thần tháp, có tới trên 10 vạn phong vương ngoại tộc, rất nhiều người ở các trận doanh khác, muốn thu thập tư liệu cũng không phải việc dễ dàng gì. Nhân vật này, La Phong lướt mắt nhìn qua đám số lượng ít hơn, vẻn vẹn chỉ có 6 phong vương ngoại tộc, nhưng tựa hồ khí thế song phương rằng co, từ ánh mắt, khí thế vô tình toát ra, có thể phán đoán ra đám số lượng ít ngược lại đang chiếm thượng phong. Là hắn. La Phong nhìn chằm chằm vào một trong sáu phong vương ngoại tộc đó, người này có khí tức vô cùng cường đại, không thua gì thương kim vương, trọng tiễn vương chút nào, khuôn mặt hắn rất xấu xí, chiều cao ước chừng ba thước, toàn thân đầy những tầng vảy sừng màu đen, mặt có tám xúc tu màu đen mềm mại từ rìa khuôn mặt trễ ra, đôi mắt nhỏ từ gương mặt dày sừng bắn ra hàn mang u lãnh. Hắn là khô châm vương, thuộc ba di tộc. Hắn rất nổi tiếng trên cả chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực. Danh khí lớn này không phải vì hắn là cường giả phong vương cực hạn cũng không phải vì hắn đến từ một tộc quần cường đại ba si tộc, mà là vì hắn là nô lệ linh hồn, một thứ nô lệ linh hồn bị chủng tộc mẫu hoàng bất hủ khống chế, hắn ở đây, có nghĩa là chủ nhân cũng ở đây. Chủng tộc mẫu hoàng bất hủ, là phong trong lòng căng thẳng, Nam Trừng. Nam Trừng là một cái tên chủng tộc mẫu hoàng bất hủ tự mình báo ra, trong chủng tộc, căn bản không có thuyết pháp phong hầu phong vương gì, mẫu hoàng bất hủ đó tự nhiên cũng chỉ cần gọi là Nam Trừng, chứ không có Nam Trừng vương gì cả nhưng cả chiến trường số 7, tuyệt đại đa số cường giả đều hiểu rõ, cứ thu thập tin tình báo là có tin về mụ, vì mụ là trùng tộc mẫu hoàng bất hủ. Mẫu hoàng nam trừng, dưới trướng khống chế rất nhiều phong vương cực hạn, phong vương đỉnh cao, hồ châm vương thuộc ba di tộc là tên có phòng ngự mạnh nhất do mụ khống chế, do đó bình thường đều do khô châm vương hành động, còn mẫu hoàng nam trừng và quân đoàn trùng tộc bất hủ thì ở trong nhận thế giới, là phong thẩm nghĩ, chẳng trách tộc cơ giới thực lực mạnh tới như vậy mà còn bị áp chế. La Phong lúc này mới ý thức được, nơi này là tinh thần tháp, nơi chiến đấu cao nhất trong cả chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực. Như trên diễm tế đại lục, muốn tìm một cường giả phong vương cực hạn là rất khó, muốn tìm phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn cũng rất khó. Nhưng trong tinh thần tháp, lại có vô số phong vương đỉnh cao đến từ các tộc quần, đám phong vương cực hạn và phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn tuy nói hơi hiếm, nhưng cũng không ít. Thậm chí còn có một vài nhân vật cực đáng sợ, loại như mẫu hoàng nam trừng vì chủng tộc vì có bảo vật hoặc thực lực rất cường đại xem như tiếp cận với phong vương vô địch rồi nếu so với loại người như chân diễn vương một phong vương vô địch chính thức có thể sánh ngang với một vũ trụ tôn giả bình thường họ vẫn hơi kém một chút nhân vật như mẫu hoàng nam trừng được xưng là vô địch dưới vũ trụ tôn giả nhưng đối mặt với vũ trụ tôn giả thì chỉ biết trợn tròn mắt chứ không có sức phản kháng bởi vậy có thể thấy mẫu hoàng nam trừng vẫn còn thua chân diễn vương nhưng ở chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực này mẫu hoàng nam trừng đã xem như một nhân vật đứng đầu nhất rồi như trần diễn vương thì vô cùng hiếm thấy trong vô số tộc quần vũ trụ số lượng cực kỳ ít đều đang tìm cơ duyên để bước vào cấp tôn giả không thèm tiến vào chiến trường ngoài tinh vực vì tại chiến trường ngoài tinh vực không có tính khiêu chiến với họ nữa không trung trận doanh tộc cơ giới trận doanh chủng tộc la phong một mình một người ba phương đều lơ lửng giữa không trung đồng thời điều tra cả không gian cấm tìm lối ra La Phong cũng không làm quen với ai, hai phương kia đều là trận doanh đối địch với mình, tùy thời có thể xuống tay với mình, hà tất làm quen với chúng. Người nhất định là Đao Hà Vương. Một thanh âm khàn khàn vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, người vừa nói, chính là một nhân vật giữa đám bất hủ ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới, hình thể cao lớn vừa phải. Có một gương mặt như đĩa sắt, cái miệng rộng màu đen, từ nhân loại góc độ mà nói thì dung mạo như vậy, có vẻ là người thật thà phúc hậu tên cường giả ngoại tộc thật thả phúc hậu này đang cười mà như không nhìn chằm chằm vào la phong ngươi là ai la phong nhìn về phía hắn ta thần hỗn vương là hảo huynh đệ của tử trung vương thần hỗn vương nhếch miệng nói huynh đệ của tử trung vương la phong nhíu mày liếc mắt nhìn hắn lúc trước mình thu thập tin tình báo về tử trung vương nhưng không thu thập được tin này nhưng thần hỗn vương tử trung vương đều thuộc trận doanh tộc cơ giới không biết chừng thật sự có liên quan. Đám bất hủ cấp phong vương, ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới khác đều cười nói xem náo nhiệt, tuy nói họ cũng cảnh giác với La Phong, nhưng bất luận là chúng, hai phe trùng tộc đều có tư cách tiêu diệt La Phong. Trên thực lực tuyệt đối, hai phe này mới là cường đại chính thức. Hảo huynh đệ của tử trung vương, ngươi gọi ta có việc gì không? La Phong nhìn hắn. Đao hà vương. Thần hỗn vương cười khẩy một tiếng. Rất kiêu ngạo hử, nhưng ngươi phải hiểu, nơi này là tinh thần tháp không phải là diễm tế đại lục tại tinh thần tháp đặc biệt là ở đây bất luận là phe chúng ta hay phe chủng tộc đào hà vương ngươi không hề có một chút tư cách kiêu ngạo nào cả ha ha những tiếng cười vang lên phe tộc cơ giới chuyển đến một chàng cười phe chủng tộc cũng đứng đó xem náo nhiệt la phong thấy thế chỉ nhíu mày hắn cảm giác trận doanh tộc cơ giới có địch ý rất lớn với hắn đặc biệt là thần hỗn vương càng tràn ngập khinh bỉ và sát ý với hắn Lúc trước mình ở diễm tế đại lục giết từ Trung Vương, lại liên tục giết 18 phong vương khác, dù sao đều là trận doanh tộc cơ giới, nên cường giả trận doanh tộc cơ giới có địch ý với mình cũng là việc giải thích được. Ta đúng là không có tư cách kiêu ngạo với hai trận doanh, mà ta cũng không hề kiêu ngạo, nhưng ngươi chỉ là một tên thần hỗn vương nho nhỏ, dám trước mặt ta kiêu ngạo là sao? La Phong cười chế diễu Ngươi tìm. Thần hỗn vương gầm lên, thanh âm líu lo. Chỉ thấy xa xa, Bên cạnh La Phong giáp bạc cánh bạc đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, chính là nam tử cao gầy đeo mặt nạ màu đen, khí tức cổ cường đại tuyệt đối, có thể sánh ngang với phe trùng tộc, phe tộc cơ giới bên trong không gian cấm này. Trọng Tiễn Vương Là Trọng Tiễn Vương Khí tức mạnh thật, là hắn ở trạng thái hoàn mỹ. Trọng Tiễn Vương hôn mê mà, thời gian ngắn như vậy mà đã hoàn toàn khôi phục thực lực ư. Trận doanh tộc cơ giới và trận doanh chủng tộc đều chấn động. Lúc trước tùy trọng thị La Phong, nhưng cũng không để vào mắt nhưng bây giờ các cường giả của trận doanh tộc cơ giới trận doanh chủng tộc mỗi người đều cảm thấy phải cảnh giác đến cả đám cường giả trận doanh tộc cơ giới lúc trước còn cười chế giễu cũng không dám cười nữa họ không còn dám khinh thường cuồng vọng tự đại như vậy nữa họ đều cảm thấy có uy hiếp có thể làm trọng tiễn vương đang hôn mê khôi phục thực lực hoàn mỹ nếu tính số tiền bỏ ra cũng phải cả ngàn ước đơn vị hỗn nguyên chỉ cần số tiền này có thể thấy được sự uy hiếp của la phong hơn nữa la phong và trọng tiễn vương liên thủ càng không dễ đối phó thần hỗn vương nhận rõ địa vị của mình đi la phong lạnh lẽo nhìn hắn sau đó không còn nhìn hắn nữa chủ nhân trọng tiễn vương cung kính đứng phía sau trọng tiễn nhớ kỹ đừng bộc lộ việc ngươi có chuông tím ngươi có chuông tím chính là một át chủ bài của ta la phong dùng ý thức trao đổi hiểu rồi trọng tiễn vương dùng ý thức đáp lại phong vương cực hạn rất đáng sợ phong vương cực hạn có chuông tím càng đáng sợ hơn nhìn từ trung vương không dễ đối phó cũng sẽ biết từ trung vương mới vẻn vẹn chỉ là một phong vương đỉnh cao có chuông tím mà đã từng tiêu diệt được hai phong vương cực hạn còn trọng tiễn vương bây giờ là một phong vương cực hạn có chuông tím la phong nhìn thoáng qua hai phương xa xa hắn hiểu rõ tại thế giới cường giả này triển lộ thực lực một cách thích hợp là phương pháp nhận được sự tôn trọng còn nếu luôn luôn hạ mình sẽ chỉ bị ức hiếp đến cả phong vương đỉnh cao thần hỗn vương cũng dám chửi bới trên đầu mình chính là một chứng cứ rõ ràng đột nhiên ta thấy cửa ra rồi đi giao giao đám cường giả hai phương trận doanh lập tức bay ra xa la phong và trọng tiễn vương bay ra xa thông đạo lối ra cách phe trùng tộc gần nhất la phong cũng cách đó tương đối gần trận doanh tộc cơ giới lại là xa nhất ba phương thế lực đều bay về phía cửa ra đao hà vương tộc cơ giới ta và phe trùng tộc phải được đi trước người nên ở lại phía sau thôi thần hỗn vương chuyển âm quát la phong quay đầu nhìn về phía sau thần hỗn vương đang cùng một đoàn phong vương ngoại tộc khác bay tới trong mắt thần hỗn vương có vẻ rất đắc ý lúc trước bị la phong nói rất khó chịu nhưng bây giờ hắn nói lời này cũng lật lại lúc nãy địa vị quyết định thứ tự địa vị thực lực càng mạnh tự nhiên được đi trước hừ la phong quay đầu lại tiếp tục cùng trọng tiễn vương bay về phía lối ra đao hà vương thần hỗn vương sắc mặt cứng đờ lập tức lửa giận dâng lên gầm lên giận dữ muốn chết la phong quay phát đầu lại dao trọng tiễn vương lại trực tiếp hành động chỉ một cú quay người hắn đã lao thẳng tới thần hỗn vương hai người cách nhau không xa một người bay về phía trước một người bay ngược ra sau trong nháy mắt đã gặp mặt trọng tiễn vương lúc này hai tay cầm hai thanh loan đao dưới loan đao thoáng có vầng sáng màu tím si si hai luồng sáng bạc lóe lên đảo qua thần thể thần hỗn vương rồi biến mất thần thể thần hỗn vương bị cắt thành ba đoạn thần hỗn vương trong mắt vốn đang có chút thả hê không thiêu đốt bất hủ thần thể phong vương cực hạn cũng không thể giết ta ngươi vừa động thủ rõ ràng là khiêu khích đến lúc đó hai phong vương tộc cơ giới mà động thủ nhất định ngươi phải chết a à, rồi trong mắt thần hỗn vương xuất hiện vẻ hoảng sợ không cam lòng trên hai thanh loan đao đều có chất độc phí ma đã làm thần thể thần hỗn vương hoàn toàn bị xâm thực băng dài rồi chôn vùi luôn thần hỗn vương ngã xuống đám bất hủ ngoại tộc phe trùng tộc phe tộc cơ giới dại ra nhìn thần thể thần hỗn vương hoàn toàn băng dài họ không thể ngờ thần hỗn vương một phong vương đỉnh cao mà đã chết như vậy sao chỉ thấy trọng tiễn vương cầm loan đao lạnh lùng đưa mắt nhìn giáp khải binh khí do thần hỗn vương sau khi chết để lại lạnh lùng nói nhục chủ nhân ta chết thần hỗn vương cứ như thế ngã xuống sao phe trận doanh tộc cơ giới không khỏi khiếp sợ cũng lập tức đoán ra đào hà vương rất nổi tiếng này khẳng định có thủ đoạn đặc thù gì đó hắn mua vài vũ khí khá đặc thù trong vũ trụ dù sao trọng tiễn vương mặc dù là cường giả phong vương cực hạn nhưng cũng không thể miễu sát cường giả phong vương đỉnh cao được hai thanh loan đao mà hắn sử dụng khẳng định có một chút đặc thù cũng có thể là binh khí do chất liệu đáng sợ đặc thù nào đó chế tạo ra thật là xa xỉ đao hà vương này lai lịch khẳng định không bình thường lúc trước không có danh khí gì nghe nói hắn chiếm được bảo tàng tế tháp nhất thời khác hẳn phòng trừng bảo tàng tế tháp rất kinh người giúp hắn đủ tiền mua được những vũ khí đáng sợ xa xỉ ấy các cường giả khác phe trận doanh tộc cơ giới kể cả các cường giả phe chủng tộc xa xa cũng nhanh chóng đưa ra phỏng đoán phe trận doanh cơ giới phe chủng tộc lập tức trọng thị đao hà vương hơn nhiều rốt cuộc không người nào ngu ngốc tùy ý nhục mạ la phong nữa tuy như thế nhưng phe trận doanh tộc cơ giới là do một đám bất hủ cấp phong vương tụ tập lại có hai tộc nhân cơ giới ở đây lại bị bắt nạt như vậy, sao có thể nhẫn nhịn chứ? Bị giết mất một chiến hữu, họ không phản nàn gì thì quả là quá mất mặt. Đao Hà Vương, người có ý gì đây? Hai tộc nhân cơ giới được các nhân vật khác vây kín, mặc chiến khải đen, da hơi có màu xanh, lúc này quá to. Vèo, Trọng Tiễn Vương đã bay trở về cạnh La Phong, có vẻ rất cung kính, nhưng không ai quên được Trọng Tiễn Vương tâm ngoan thủ lạt như thế nào. Bất hủ tộc cơ giới, La Phong lạnh lùng nói ta không hề khiêu khích phe tộc cơ giới các ngươi kể cả phe chủng tộc nữa nhưng thần hỗn vương nho nhỏ lại dám nhục mạ ta hư thật sự nghĩ rằng có một đám đồng minh thì ta không dám động thủ rồi có thể tùy ý nhục mạ ta hắn đã quên mất tôn nghiêm của cường giả không được khiêu khích không cho phép bất kỳ ai vũ nhục trừ phi hắn có đủ thực lực nhưng tiếc rằng trọng tiễn vương dưới trướng của ta vừa ra tay đã chứng minh một việc thần hỗn vương hiển nhiên không có thực lực như vậy đã nhục mạ ta phải chuẩn bị tư thế bị ta công kích là phong lướt mắt nhìn phe tộc cơ giới tin rằng các bất hủ cấp phong vương phe tộc cơ giới các ngươi cũng thấy tất cả rồi cũng hiểu được nguyên do nếu các ngươi muốn xuất đầu cho tên thần hỗn vương ngu xuẩn đó ta sẽ nghênh chiến ta thật ra không có cửu oán gì với chư vị ta cũng không muốn chiến đấu tiết kiệm thực lực để nghênh đón chấn phong tinh thần sắp xuất thế mới là việc quan trọng nhất bây giờ lãng phí thực lực đến lúc đó sẽ phải hối hận chỉ làm cho các cường giả khác chiếm tiện nghi thôi nhiều cường giả phe tộc cơ giới không khỏi đưa mắt nhìn đám chủng tộc phía trước bây giờ thực lực ba phương thì la phong yếu nhất tộc cơ giới mạnh hơn một chút chủng tộc mạnh nhất nếu là phe tộc cơ giới và la phong rằng co rất có thể cuối cùng bị phe chủng tộc tận diệt hừ trấn phong tinh thần xuất thế quan trọng nhất hy vọng người có thể sống qua trận giết chóc này tên tộc nhân cơ giới xuất đầu quát to hy vọng các ngươi cũng vậy la phong nhếch miệng cười lập tức song phương không nói gì nữa phe trùng tộc cũng thầm thất vọng, nhưng cũng không phản ứng gì. Trong vũ trụ thực lực các siêu cường giả nếu tranh lệch không quá lớn thì rất ít chính thức chiến đấu sinh tử, không nắm chắc ai dám làm, không có ích lợi gì ai mà làm. Thần hỗn vương vừa chết, phe tộc cơ giới cũng phải nói vài tiếng, La Phong cũng phải nể mặt đối phương một chút, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Về phần sau này tính sổ ư, có thể như vậy sao? Vì một thần hỗn vương đã chết, ai mà ngu ngốc đi đấu với tên đào Hà Vương vốn có thể nô dịch một phong vương cực hạn chứ? tìm chết à bề ngoài thì quanh minh chính đại nhưng trên thực tế cái trung tâm chính là ích lợi thiên hạ làm việc cũng chỉ vì lợi thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi la phong trong lòng thầm nhắc trên lịch sử hoa hạ các tiền bối sớm đã nhìn thấu tất cả tất cả đều là ích lợi thôi phe trùng tộc phe tộc cơ giới la phong và trọng tiễn vương ba phương cùng tiến vào không gian cấm kế tiếp bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất vừa tiến vào đã phát hiện ra không gian cấm đang có hai đám bất hủ ngoại tộc phân ra hai nơi hình như đang giằng co một phương là trận doanh nhân loại bên kia là phe trùng tộc thiên trận vương là phong liếc mắt đã thấy trong trận doanh nhân loại có một nam tử ba mắt tóc màu nâu rất dài xõa tung mặc chiến y màu đen người này chính là thiên trận vương là cường giả cấp phong vương đỉnh cao vì hắn rất sở trường về huyễn cảnh công kích linh hồn do đó mức độ uy hiếp không thua gì phong vương cực hạn chút nào như loại tinh thông huyễn cảnh công kích linh hồn này chỉ cần hơi thiếu đốt thần lực bất hủ một chút thì triển công kích linh hồn thì đến cả phong vương cực hạn cũng có thể bị uy hiếp dương thiên trận vương sáng mắt lên thương vũ vương la phong dẫn trọng tiễn vương bay qua trao đổi với những bất hủ ngoại tộc trận doanh nhân loại trong các bất hủ trận doanh nhân loại thì nhân loại chính thức cũng chỉ có một mình thiên trận vương những người khác đều là ngoại tộc dương đao hà vương đao hà vương nhiều cường giả trận doanh nhân loại đặc biệt khi thấy trọng tiễn vương đứng cạnh la phong rất ngoan ngoãn đều trong lòng thầm kinh hãi lúc trước trọng tiễn vương chìm vào hôn mê tất cả mọi người đều đoán ra trọng tiễn vương sẽ bị nô dịch nhưng trọng tiễn vương đã chìm vào hôn mê nếu muốn trong thời gian ngắn mà hoàn toàn khôi phục thực lực cái giá sẽ cao vô cùng đây là điều mà các phong vương trận doanh nhân loại phải ngưỡng mộ ai nấy không khỏi nhiệt tình với la phong hơn nữa nếu có kết giao thì gọi là dương không có giao tình cũng nhiệt tình gọi đao hà vương tự nhiên các cường giả trận doanh nhân loại lấy la phong thiên trận vương làm hạch tâm còn bên kia hai đám cường giả trong trận doanh trùng tộc cũng hội hợp chỉ nghe thấy những thanh âm vang lên khô châm vương khô châm vương nam trường đại nhân đâu khô châm vương từ những lời chào ấy cũng có thể nhìn ra sau khi hội hợp không hề nghi vấn gì thủ lĩnh của phe trùng tộc vẫn là trùng tộc mẫu hoàng bất hủ nam trường chưa lộ diện đó khô châm vương thiên trận vương nhíu mày hồ trâm vương là người có phòng ngự mạnh nhất dưới trướng nam trừng hồ trâm vương ở đây nam trừng nhất định cũng tới rồi không ngờ sớm như vậy mà đã gặp phải nam trừng bây giờ không gặp sau này cũng sẽ gặp thôi la phong cười tin chắc có thể đối phó được với nam trừng chứ thiên trận vương nhìn về phía la phong không la phong nói vẻ bất cần người thì sao hoàn toàn không có hy vọng thiên trận vương cũng lắc đầu rất lưu manh chủng tộc mẫu hoàng ai nấy đều là những đại sư tinh thông về phương diện linh hồn đến cả loại phong vương cực hạn như khô châm vương cũng bị khống chế làm nô dịch về phương diện linh hồn mụ này mạnh hơn cả ta ta làm gì có chút hy vọng chứ ừ la phong gật đầu đúng vậy chủng tộc mẫu hoàng bất hủ rất đáng sợ bản thân đã là một đại sư tinh thông phương diện linh hồn dưới chứng lại có cả một quân đoàn chủng tộc bất hủ cường giả càng nhiều uy hiếp chiến lược của người đứng đầu lại càng yếu thiên trận vương truyền âm nói Bây giờ trung tộc mẫu hoàng nam Trừng rất lợi hại. Một mình một người có thể chấn nhiếp tất cả chúng ta, nhưng khi số lượng cường giả càng ngày càng nhiều, uy hiếp sẽ nhỏ hơn. Đặc biệt là khi chấn phong tinh thần xuất thế, các phong vương ngoại tộc tụ tập nhiều tới mức đáng sợ, số lượng nhiều, mà cơ hồ mỗi người đều là phong vương, chỉ cần một bộ phận cường giả hợp kích, dù vũ trụ tôn giả cũng không chịu nổi, phải né tránh, không dám ngạnh kháng. Là phong gật đầu. Số lượng nhiều tới mức nhất định cũng rất đáng sợ. Thời gian trôi qua từ một không gian cấm mọi người lại tới một không gian cấm khác mỗi khi tới một không gian cấm đều có thể hội hợp với các cường giả khác dẫn đến số lượng bất hủ ngoại tộc càng ngày càng nhiều cảnh này cũng cho tất cả cường giả đều nhận định chấn phong tinh thần khẳng định xuất thế chỉ có chấn phong tinh thần xuất thế tinh thần tháp mới có thể có vô số cường giả không ngừng tập hợp khô trâm vương là khô trâm vương khô trâm vương tới rồi chủng tộc mẫu hoàng bất hủ nam trừng khẳng định cũng tới mụ quái vật đó cũng muốn cướp đoạt chấn phong tinh thần hy vọng chúng ta tìm được càng thấp hơn mặc dù số lượng cường giả càng ngày càng nhiều nhưng bất luận là trận doanh nhân loại phe yêu tộc trận doanh tộc cơ giới những đàm luận cơ hồ đều nói về khô trâm vương và nam trừng nam trừng không hề nghi vấn gì là người mạnh nhất trong một đám bất hủ cấp phong vương nhốn nháo bây giờ la phong đang cùng đám thần linh bất hủ trận doanh nhân loại đứng trên bầu trời thảo nguyên gặp khô trâm vương giết thần hỗn vương cũng chỉ mới diễn ra trong một hôm, lúc này mới qua XXX không gian cấm, không ngờ đã tụ tập trên XXX thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ rồi. La Phong đưa mắt nhìn ra xa, phe trận doanh tộc cơ giới đại khái có trên 600 cường giả, trận doanh trùng tộc đại khái có trên 800 cường giả, phe yêu tộc có 500 cường giả, trận doanh nhân loại có 600 cường giả. Có hơn XXX bất hủ ngoại tộc, La Phong mặc dù có thể nhận ra vài người, nhưng hắn có thể phán đoán, phần lớn họ đều là cấp phong vương còn chưa tới mục tiêu đã có nhiều bất hủ ngoại tộc tụ tập như vậy rồi đến khi trấn phong tinh thần xuất thế không biết có bao nhiêu thần linh bất hủ nữa la phong cảm thán nhân loại trải qua những năm tháng dài đằng đẵng số phong vương cường đại ngã xuống lại sống lại cho dù như thế cũng mới có 10 vạn bất hủ cấp phong vương thôi nhưng lướt mắt nhìn cả vũ trụ tỉ tỉ tộc quần cộng lại số phong vương lại nhiều bất thường chỉ cần tinh thần tháp cũng tập hợp vài chục vạn bất hủ cấp phong vương rồi đã vượt xa một tộc quần nhân loại rồi hiển nhiên một tộc quần không thể sánh ngang với vô số tộc quần cho dù chỉ là một phần ngàn một phần vạn của tỷ tỷ tộc quần này nhưng tộc quần đỉnh cao sở dĩ cường đại chủ yếu là có chiến lược đỉnh cao oanh xa xa không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt một đoàn cường giả nhốn nháo đi vào là cửa vào là phong nước mắt nhìn thần linh bất hủ lại nhiều hơn rồi Ừ, tựa hồ chia làm hai trận doanh một là phe chủng tộc một là phe nhân loại ta tạo thành ba trận doanh rồi La Phong sáng mắt lên. Làn sóng hội hợp các cường giả vừa tới, thật ra là chia làm ba trận doanh. Phe chủng tộc là mạnh nhất, phe nhân loại ít cường giả hơn, phe yêu tộc vẻn vẹn chỉ có một tên. Huyền Mộ Vương Huyền Mộ Vương Là Huyền Mộ Vương Vốn đám người La Phong sớm thở phào, thì các cường giả đến từ các lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ cơ hồ đều đưa mắt nhìn vào cường giả phe yêu tộc vừa đến một mình. Hắn vác một thanh chiến đao huyết sắc khổng lồ, toàn thân hắn bao trùm một tầng lân giáp huyết sắc có cái đầu cùng loại với con sói một sừng gương mặt có một cái vệt xanh và một vệt đỏ còn có chín cái đuôi đầy lân giáp chân đạp hư không ánh mắt như làm cả không gian đang run rẩy ở đây tuy có trên hai ngàn ngoại tộc bất hủ cấp phong vương nhưng họ đều hoàn toàn yên lặng về mặt khí thế đã bị vị cường giả này áp chế đến cả phe trùng tộc có trùng tộc mẫu hoàng bất hủ nam trừng trong nháy mắt về mặt khí thế cũng bị áp chế luôn huyền mộ vương là hắn la phong nheo mắt chiến trường số 7 thuộc chiến trường ngoài tinh vực có một vài nhân vật vô cùng đáng sợ họ đứng trong trận doanh mình đều được xem xếp đầu bảng la phong cũng hiểu rõ mình cho dù dùng hết tất cả các át chủ bài cũng không là đối thủ của họ khi thực lực chênh lệch quá lớn các thủ đoạn khác căn bản không có tác dụng gì nếu nói chủng tộc mẫu hoàng bất hủ nam chừng được xem là một người thì huyền mộ vương cũng là một người như vậy nam chừng lấy quân đoàn chủng tộc bất hủ tung hoành cả chiến trường phần lớn dựa vào quân đoàn của mình Huyền Mộ Vương lại bằng vào một thanh huyết mộ đao, giết chóc vô tận, tạo nên uy danh hiển hách, hắn chính là dựa vào chiến lực một cá nhân. Nói về danh khí, Huyền Mộ Vương ngược lại mạnh hơn một chút, về phần chiến lực, hai người ai mạnh ai yếu cũng rất khó nói, tỉ như ở một khu vực không gian nhỏ hẹp, quân đoàn bất hủ trùng tộc thực lực sẽ bị ảnh hưởng, Huyền Mộ Vương hoàn toàn có thể giày xéo cả quân đoàn, nếu khoảng cách xa nhau, quân đoàn bất hủ trùng tộc có thể thi triển dễ dàng các loại hợp kích, sẽ rất đáng sợ. Huyền Mộ Vương bản tính cao ngạo đắc tội với vô số cường giả đến từ kỳ miễn tộc cũng vì đắc tội với quá nhiều cường giả lúc còn là vực chủ đã phải chạy trốn tới chiến trường ngoài tinh vực bắt đầu kiếp sống rất chóc dài đằng đẵng trên chiến trường ngoài tinh vực từ vực chủ hắn một mạch trưởng thành tới mức gần như phong vương vô địch kỹ miễn tộc đã xem hắn là cột trụ tương lai của tộc áp chế giải quyết các cử nhân năm đó của hắn cũng đưa rất nhiều tài nguyên cho hắn trưởng thành trong đầu la phong hiện lên một loạt các tư liệu lợi hại từ vực chủ trưởng thành tới trình độ này, nếu mọi mặt đều viên mãn, có thể sánh ngang với sư phụ ta chân diễn vương rồi, La Phong thầm nghĩ. Nam Trừng, Huyền Mộ Vương đều tiếp cận với phong vương vô địch. Nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng càng về sau càng khó, muốn viên mãn thêm một chút, để cao thêm chút quả là việc quá khó khăn. Như chân diễn vương, khi tới giai đoạn bất hủ mà muốn đạt tới phong vương vô địch, trong cả vô số tộc quần vũ trụ, cộng lại cũng ít tới đáng thương, số lượng loại này rất ít so với số lượng vũ trụ tôn giả còn ít hơn nhiều. Thời gian trôi qua, các cường giả không ngừng tập hợp, hội hợp trong những không gian cấm, sau đó di chuyển sang không gian cấm kế tiếp. Mỗi không gian cấm dừng lại thời gian từ nửa giờ tới cả buổi. Sau hai ngày, số lượng đội ngũ cường giả đám người La Phong đã phi thường kinh người. Chỉ cần đám chúng ta, cũng đã có hơn xxx cường giả rồi. Thiên trận vương đứng một bên La Phong, thán phục nói. Còn chưa đến địa điểm tụ tập cuối cùng, ở nơi cuối cùng, các nhóm cường giả sẽ tập hợp, Số lượng càng nhiều tới đáng sợ. Ưm. Ánh mắt La Phong lóe lên nhìn một cường giả trong trận doanh nhân loại, đó là một nam tử nhân loại, phía sau vác bảy thanh chiến kiếm hình thức khác nhau, mặc một chiến giáp tím có khí tức cổ xưa, tay đeo bao tay bằng tơ nhện màu đen, trên trán có ấn ký của bảy thanh chiến kiếm, cả người phát ra khí tức cực mạnh, đến cả Huyền Mộ Vương phe yêu tộc xa xa cũng bị ảnh hưởng, cũng bộc phát ra khí tức đầy huyết tinh. Thất Kiếm Vương, La Phong trong lòng than thầm. Thất Kiếm Vương Cường giả nhân loại Số lượng cường giả trận doanh nhân loại tính tổng cộng đã tới xxx thần linh bất hủ rồi. Trên 9 phần đều là cấp phong vương, chỉ cần cường giả phong vương cực hạn cũng có hơn 10 người rồi. Còn có hơn 10 vị phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn, tự nhiên cường giả hạch tâm của trận doanh nhân loại không còn là La Phong, thiên trận vương, mà là thất kiếm vương. Thất kiếm vương, dựa theo sư phụ nói, thất kiếm vương có hy vọng đuổi kịp hắn và thiên vũ vương. La Phong thầm nghĩ thất kiếm vương đi theo trường phái tinh thần niệm sư lúc còn trẻ bắt đầu từ vũ trường cự phủ bộc lộ tài năng được vũ trường cự phủ thu nạp làm thiên tài hạch tâm từ năm đó vẫn với thân phận đệ nhất thiên tài một mạch tăng lên thực lực có lẽ nói về thiên phú nói về tốc độ tiến bộ thì không bằng khoa đế cũng không bằng la phong kim giác cự thú phần thân ma sát tộc của la phong khi đạt tới cấp giới chủ thì bản tôn người địa cầu vẫn còn là cấp vực chủ mới có thể làm cho tốc độ tiến bộ nhìn có vẻ hãi nhân nhưng trên thực tế thì tốc độ tiến bộ kỳ thật cũng không ghê, gớm như bề ngoài. Nhưng thất kiếm vương, nếu so với bá lan, thì có thiên phú cao hơn nhiều. Sau khi trở thành bất hủ, thất kiếm vương được một vũ trụ chi chủ của vũ trường cự phủ thu làm thân truyền đệ tử. Sau đó càng phát triển cực nhanh, tu luyện ngắn ngủn mấy vạn năm đã gần bằng phong vương vô địch rồi. Không thua đám người chân diễn vương, thiên vũ vương quá xa. Lãnh đạo tộc nhân loại rất xem trọng thất kiếm vương, nhận định thất kiếm vương rất có hy vọng trở thành vũ trụ tôn giả được tộc nhân loại toàn lực bồi dưỡng, được vũ trụ chi chủ chỉ điểm dẫn dắt, thất kiếm vương lại gặp vài kỳ ngộ đặc thù, cuối cùng đã bồi dưỡng ra một thất kiếm vương. Bây giờ hắn là thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ đó. Vũ trụ chi chủ đó là ai nhỉ? Không biết. Nghe nói là phe vũ trường cự phủ của nhân loại. Nhân loại rõ là cường đại. Tộc ta chẳng có lấy một vị vũ trụ chi chủ. Trong tộc họ lại chia làm ngũ đại thế lực, mỗi thế lực đều có vũ trụ chi chủ tồn tại nội bộ trận doanh nhân loại âm thầm thảo luận với nhau không nói chuyện bản thân chiến lược của thất kiếm vương chỉ cần lộ ra cái tên thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ cũng đủ để làm cho phe trận doanh nhân loại coi hắn là người dẫn đầu vì nhân vật như vậy khẳng định sẽ không ngã xuống nói dỡn thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ nếu ngã xuống thì còn đáng sợ hơn việc chấn phong tinh thần xuất thế chứ la phong nếu thân phận ngươi bộc lộ sẽ còn trói mắt hơn cả thất kiếm vương nữa đó ba ba tháp dùng ý thức trao đổi người được hỗn độn thành chủ thu làm thân truyền đệ tử còn hỗn độn thành chủ là người nắm quyền cao nhất của công ty vũ trụ giả định lại chấn thủ thánh địa của nhân loại hỗn độn thành có thể mạnh hơn người vừa là giới chủ đã được thu làm thân truyền đệ tử rồi trói mắt cái rắm mau mau câm miệng lại la phong truyền âm quát thật là chán bà bà tháp rất khó chịu không thèm để ý tới la phong nữa thất kiếm vương la phong đưa mắt nhìn mình trong giai đoạn cấp giới chủ mà muốn đánh bại thất kiếm vương là rất khó khăn nhưng nếu mình thành một thần linh bất hủ việc đánh bại thất kiếm vương cũng rất nhẹ nhàng đáng tiếc ta chỉ là giới chủ không tìm được lựa chọn tốt nhất cho phân thân thứ ba chưa thay ngén ra phân thân thứ ba tuyệt đối không thể đột phá thời gian tu luyện của ta cũng ngắn cảm ngộ quy luật cũng không cao cũng không vội đột phá la phong đã nghĩ rất nhiều về phân thân thứ ba chỉ cần trong hồng minh hoặc trong bảo khố hắn cũng đã xem xét rất nhiều lông hoặc máu của các sinh vật đặc thù. Nhưng, dù có thể mua được những hàng còn mạnh hơn kim giác cự thú một chút, nhưng lại không đạt đến mong muốn trong lòng La Phong. Dù sao trong vũ trụ, vẫn có một vài sinh vật đặc thù vô cùng nghịch thiên, có loại thậm chí trong vũ trụ chỉ có một con, như thần thú chẳng hạn. Đương nhiên La Phong chỉ cần một sinh vật nghịch thiên ở giai đoạn giới chủ thôi. Tứ đại trận doanh cộng lại có ít 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 thần linh bất hủ, họ đến từ các nơi trong vũ trụ, tướng mạo cũng khác nhau, có sinh mạng loại huyết nhục, có sinh mạng năng lượng có sinh mạng kim loại có sinh mạng thực vật sinh mạng thực vật cũng một là một chủng loại tuy nói loại như ma vân đằng thực tinh thảo có ý thức rất yếu nhưng cũng có một vài chủng tộc thực vật thông minh không thua gì nhân loại bộ dáng cũng hơi giống nhân loại chỉ là cấu tạo nội bộ sinh mạng khác nhau thôi ầm ầm sơn mạch rung lên ầm ầm lộ ra một hang động khổng lồ sâu khôn lường thoáng có những ngôi sao lưu chuyển có lối ra rồi ra đi nhất thời tứ đại trận doanh đều lên dựa theo khoảng cách tính toán hơn một vạn sáu ngàn thần linh bất hủ các tộc của tứ đại trận doanh đều rầm rộ tiến vào hang động khổng lồ đó trận doanh nhân loại xếp thứ ba trong số đó rầm rộ cùng nhau tiến vào vừa tiến vào liền cảm giác thời không chuyển đổi rồi dừng lại trên một núi đá khổng lồ hư không vô tận lơ lửng những hòn núi đá mỗi một hòn núi đá cách nhau rất gần những hòn núi đá đó như vô số hòn đá cuội rất gần nhau hình thành một con đường thanh thang trong hư không la phong sớm đã có kinh nghiệm biết đây là thông đạo hư không xuyên qua thông đạo có thể đến không gian cấm tiếp theo ô la phong dừng trên một khối núi đá sừng sững hướng mắt nhìn hư không vô tận xa xa hít mạnh một hơi nhiều cường giả vậy à thông đạo hư không vẻn vẹn chỉ là thông đạo đi ngang qua giữa các không gian cấm mà thôi số lượng cường giả thường rất ít nhưng nơi này phải có trên 10 vạn thần linh bất hù ấy chứ những hòn núi đá dày đặc lơ lửng hư không vô tận trên mỗi một hòn núi đá và cả ở giữa không trung đều tụ tập vô số thần linh bất hủ các tộc, số lượng quả thực nhiều tới mức làm cho người ta sợ hãi không nói nên lời, chỉ cần lúc này cũng đã có trên 10 vạn người. Số nhân loại trong Hồng Minh cũng chỉ mới 10 vạn phong vương. Thiên Trận Vương đứng trách một bên La Phong, nhẹ giọng cười nói: "Hơn nữa chất lượng của 10 vạn phong vương trong Hồng Minh không cao như vậy." La Phong cũng nói: "Đương nhiên không cao như vậy rồi." Thiên Trận Vương cảm thán. Tiếp tục như vậy, từ các không gian cấm khác nhau, các cường giả tập hợp càng ngày càng nhiều đó là đã không tính có những người yếu khi thấy cường giả nhiều như vậy có người cũng rút lui có trật tự sợ mất mạng nên giữa đường cố ý tách khỏi chúng ta phương pháp bỏ qua chấn phong tinh thần là rất dễ tỉ như đại bộ phận cùng dọc theo một thông đạo ra ngoài chỉ cần không đi cùng nhau đến khi một thông đạo xuất hiện tiếp theo sẽ một mình y khai tự nhiên sẽ tụt lại phía sau hơn nữa rất nhiều siêu cường giả vô cùng tự tin cho dù vốn đang ở những nơi nguy hiểm khác trên chiến trường số 7, vừa nghe nói chấn phong tinh thần xuất thế e rằng cũng sẽ tới đây bên trong tinh thần tháp các siêu cường già cũng đều làm như thế thông qua thần quốc truyền tống tận lực chạy tới nơi xuất hiện dị trạng thiên trận vương cảm thán sau đó dẫn đến việc trong số 10 vạn thần linh bất hủ các tộc có rất nhiều siêu cường già người xem kìa mệnh vẫn vương của tộc cơ giới thất kiếm vương của tộc ta còn có tháp long vương bên kia người nào mà không có thanh danh hiển hách chứ bây giờ đều đã tụ tập cả ở đây trên thông đạo hư không mà tụ tập nhiều cường giả như vậy phòng trừng thông đạo hư không này nhất định là nơi chấn phong tinh thần xuất thế ờ la phong gật đầu bình thường muốn thấy chấn phong tinh thần đều xuất hiện trong thông đạo hư không do đó chấn phong tinh thần xuất thế xác suất rất lớn sẽ phát sinh trong thông đạo hư không chấn phong tinh thần xem kìa chấn phong tinh thần hiện lên rồi chấn phong tinh thần hiện lên rồi trên 10 vạn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ lên cơ hồ tất cả các cường giả đều nhìn xuống phía dưới thiên trận vương la phong cũng nhìn xuống phía dưới chỉ thấy sâu trong hư không vô tận phía dưới trở xuất hiện một vòng xoáy khí lưu sâu trong vòng xoáy khí lưu có một ngôi sao từ từ di chuyển chậm chậm nổi lên kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh truyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người